Nhan sắc Hoa hậu Mai Phương sau 20 năm đăng quang. Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương diện đầm của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, khoe sắc vóc trong bộ ảnh đánh dấu hai thập kỷ đăng quang. Mai Phương trở thành hoa hậu khi đang là học sinh lớp 12 chuyên lý của trường Trung học phổ thông Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Sau khi đăng quang, cô được cử đại diện Việt Nam lần đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới và lọt vào top 20 người đẹp nhất, xếp thứ 15. Gặt hái thành công trên đấu trường nhan sắc lớn nhưng cô không lấy đó làm bàn đạp để tiến vào showbiz mà quyết định đi du học. Sau đó, cô trở về làm việc trong lĩnh vực ngoài nghệ thuật, sống kín tiếng bên chồng và hai con trai. Trong bộ ảnh đánh dấu chặng đường 20 năm, Mai Phương chọn các thiết kế tôn trắng, đen trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Theo nhà thiết kế, những bộ cánh tinh tế, thanh lịch giúp tôn vẻ kiêu sa của hoa hậu trong dịp tái xuất đặc biệt. Mai Phương hiếm hoi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần lộ diện là một lần cô ấy khẳng định vẻ đẹp ngày càng mặn mà, rực rỡ và viên mãn, nhà thiết kế nói. Lê Thanh Hòa cảm nhận, sắc vóc hoa hậu không thay đổi nhiều so với thời son dỗi dù trải qua thời gian dài. Tuy vậy, vì ít diễn xuất trước ống kính, cô vẫn lo lắng, hồi hộp và luôn hỏi ekip rằng cô làm đã đạt chưa. Mai Phương lần lượt thay 6 bộ váy trong buổi chụp ảnh. Vóc dáng của cô được tôn lên nhờ các kiểu đầm ôm sát, xòe hay xẻ đùi. Những chi tiết chế vai hay tiết lực giúp cô khoe kéo bờ xương quai xanh cuốn hút. Tông màu tương phản cũng làm nổi bật làn da trắng hồng rạng rỡ vốn được coi là thế mạnh của Mai Phương. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cho biết, anh đã sáng tạo những thiết kế riêng phù hợp với vẻ đẹp và tính cách của nàng hậu. Anh chú trọng xử lý chất liệu và tạo kiểu tỉ mỉ để mang lại hình ảnh vừa sang trọng, vừa thời trang hiện đại như kỹ thuật chạy ly gân, chạy chỉ len cao cấp đến tạo hình 3D hoàn toàn bằng thủ công. Lê Thanh Hòa và Mai Phương không chỉ ăn ý trong công việc, họ còn là những người bạn thân thiết trong cuộc sống. Mỗi lần vào thành phố Hồ Chí Minh, hoa hậu luôn dành thời gian ghé thăm nhà thiết kế. Cô cho biết, váy của Lê Thanh Hòa rất phù hợp với phong cách của mình. Vì vậy mỗi lần anh ra bộ sưu tập mới, cô thường theo dõi và cũng là khách hàng thân thiết từ nhiều năm qua.